Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế, mình là Huyền Vân đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại nói về chủ đề Samsung. Và thiết bị mình sẽ nhắc tới đó chính là Galaxy Watch 3 mà mình đang đeo trên tay. Video này mình sẽ chia sẻ về 5 điểm nổi bật, mà 5 điểm đó cũng là 5 điểm mình thích trên chiếc đồng hồ Galaxy Watch 3. Bắt đầu video nhé. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nói về mặt thiết kế của chiếc đồng hồ Galaxy Watch 3 này. Khi mình nhìn vào thì rõ ràng chúng ta thấy là Samsung họ vẫn giữ lại cái thiết kế mặt đồng hồ hình tròn từ trước cho tới nay của chiếc đồng hồ thông minh của họ. Và trên thế hệ Galaxy Watch 3 thì rõ ràng chúng ta thấy được là Samsung đã mang về một cái lối thiết kế của những chiếc đồng hồ cổ điển từ trước cho tới nay. Mặt tròn rồi nhìn nó giống như là những chiếc đồng hồ cơ. Thì điều này sẽ mang tới cái cảm giác nó thân thiện, đồng thời thì cũng sẽ dễ cho chúng ta đeo cũng như là phối đồ trong nhiều tình huống khác nhau. Và thiết kế của chiếc đồng hồ Galaxy Watch 3 tạo cảm giác là cứng cáp. Đồng thời thì đối với mình, những thứ nào mà nó đơn giản nhất, nó cơ bản nhất thì tự nhiên là nó đẹp nhất. Galaxy Watch 3 khi mà chúng ta đeo trên tay như thế này thì rõ ràng là nó sẽ phù hợp trong cái nhiều tình huống. Đó là điều mà mình thích từ thiết kế của chiếc Galaxy Watch 3. Thứ hai nữa thì mình sẽ đi sâu hơn và nói về giao diện của mặt đồng hồ trên Galaxy Watch 3. Vì cái này là cái mà mình sử dụng khá là nhiều khi mà mình đeo và trải nghiệm chiếc đồng hồ này. Galaxy Watch 3 cho phép chúng ta có nhiều cái tùy chọn mặt đồng hồ khác nhau. Chúng ta có thể thay đổi những cái mặt đồng hồ đó ngay ở phần cài đặt và thay đổi mặt đồng hồ trên chính chiếc đồng hồ này. Hoặc là chúng ta có thể đeo về rất là nhiều mặt đồng hồ khác thông qua cái app có tên là Galaxy Wearable mà chúng ta kết nối với thiết bị đeo của chúng ta. Hiện tại thì trên chiếc đồng hồ của mình đang cho nó một cái mặt đồng hồ mà mình đã tự thiết kế dựa trên cái outfit ngày hôm nay mình mặc. Đây có thể nói là một tính năng khá là đáng chú ý và hay ho để cho chúng ta có thể kết hợp nhiều outfit khác nhau, phù hợp với nhiều sự lựa chọn khác nhau của người dùng khi mà chúng ta mặc đồ, bởi vì thường tông sực tông thì nó sẽ là đẹp nhất. Tức là chúng ta có thể tự tạo ra cho mình một cái mặt đồng hồ mang tính cá nhân hóa của riêng bản thân mình. Có thể là mặt đồng hồ đó sẽ không đụng hàng với những người đeo đồng hồ Galaxy Watch 3 khác, bằng cách là chúng ta sẽ vào trong app và chọn custom để chọn ra cho mình một cái mặt đồng hồ ưng ý, bằng cách là chọn hình ảnh của bộ đồ trong gallery, hoặc là chúng ta sẽ chụp ngay một bức ảnh tại thời điểm đó bằng camera ở trong này nè. Cái áo hôm nay mình mặc mình thấy khá là thích thì mình sẽ chụp lại ảnh chiếc áo của mình. Sau khi chụp hình xong, dựa trên họa tiết cũng như là màu sắc của chiếc áo mà hệ thống sẽ đưa ra những cái mặt đồng hồ khác nhau theo dạng là gợn sóng, chấm bi hay là những cái họa tiết, rồi những cái đường kẻ sọc hay là đường vây cá, tùy theo sở thích và thấy cái nào ok thì mình sẽ chọn vào đó. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể lựa chọn loại hiển thị giờ mà chúng ta muốn. Thí dụ như là đồng hồ dạng kim, đồng hồ dạng số. Rồi có thêm nhiều tùy chọn khác nữa. Thí dụ như là chúng ta có thể thêm vào đó hiển thị pin, thời tiết, bước đi, giấc ngủ hay là đo nhịp tim. Nhiều cái hiển thị khác mà chúng ta mong muốn ở trong phần cài đặt ứng dụng để chúng ta có thể thêm vào cho chiếc đồng hồ. Và mình đã có cho mình một cái mặt đồng hồ như thế này và mình thấy nó khá là phù hợp với bộ đồ ngày hôm nay mình đang mặc. Đó là một cái tính năng mà mình thấy hữu ích và hay trong cái việc là mình có thể biến hóa đa dạng chiếc đồng hồ của mình để nó không đơn điệu và nhàm chán mỗi ngày. Một cái điều nữa về giao diện mà mình thích đó chính là ngay ở trên màn hình chính của chiếc đồng hồ, mình có thể thêm tới 20 widget khác nhau để cho mình có thể truy cập nhanh hoạt động hay là những cái ứng dụng mà mình sử dụng mỗi ngày. Một tính năng mà đáng giá cũng như là nổi bật để thấy được sự khác biệt của Galaxy Watch 3 so với những chiếc đồng hồ đeo thông minh khác trên thị trường, đó là việc Samsung họ đã mang chiếc vòng bezel điều khiển lên chiếc đồng hồ này. Và mình thấy đây là một thiết kế phù hợp bởi vì những cái thao tác bằng cơ, những cái thao tác xoay hay là bấm, nó là những cái thao tác quen thuộc nhất và tự nhiên nhất khi mà chúng ta thực hiện trên những cái thiết bị. Trong nhiều tình huống, chúng ta sẽ xoay để lựa chọn các tác vụ, các ứng dụng hay là những cái widget khác nhau ở trên phần màn hình chính của chiếc đồng hồ.
Đối với thiết bị đeo thì tất nhiên là kích thước màn hình nó sẽ nhỏ hơn khi chúng ta sử dụng trên điện thoại hoặc là các thiết bị di động. Và đôi khi có những cái thao tác chúng ta sẽ khó khăn bởi vì có thể bị bấm nhầm, thì cái vòng bezel này giúp cho chúng ta thuận tiện hơn trong việc là chúng ta lựa chọn các tác vụ như thế. Khi mà biết Samsung họ đã mang chiếc vòng bezel này vào thiết kế của Galaxy Watch 3 thì tạo cho mình một cái sự hứng thú cũng như là thích ngay đối với chiếc đồng hồ này. Với một chiếc đồng hồ thông minh thì tất nhiên là phải đề cập tới những tính năng mà nó có thể mang lại cho người dùng. Với mình thì những tính năng theo dõi sức khỏe trên chiếc đồng hồ Galaxy Watch 3 này nó thực sự hữu ích, bởi vì nó có thể đo được giấc ngủ của mình nè, lượng oxy trong máu, nhịp tim và hiển thị lên cái mặt đồng hồ khi mà mình set up ở trên này. Đối với mình là phụ nữ thì tính năng theo dõi chu kỳ hàng tháng là cái mà mình đã sử dụng và mình thấy nó thực sự tiện lợi. Bên cạnh đó, trong đồng hồ này cũng tích hợp hàng chục cái profile để tập thể thao khác nhau, hướng dẫn chúng ta các bài tập và theo dõi quá trình luyện tập luôn. Một tính năng tiềm năng trên Galaxy Watch 3 đó chính là ECG, tức là đo điện tâm đồ. Đây là một tính năng thực sự hữu ích, và hiện tại thì tính năng này chưa có mặt ở Việt Nam. Tùy theo từng quốc gia và được sự cho phép của Bộ Y tế của từng quốc gia thì tính năng đó mới được tích hợp, bởi vì nó là một cái khá là quan trọng trong vấn đề đo đạc sức khỏe, và mình rất là hy vọng là sắp tới đây ở Việt Nam cũng sẽ được cập nhật tính năng này để cho những người dùng có thể sử dụng và thực sự theo dõi, chú trọng tới vấn đề sức khỏe của mình. Tính năng nổi bật cuối cùng mình muốn nhắc tới đó chính là kết nối tiện ích. Khi mà mình pair chiếc đồng hồ này với một cái thiết bị di động, ở đây thì mình đang pair nó với chiếc Galaxy Note 20 Ultra. Mình để chiếc điện thoại trên bàn đi ha, thì mình đeo chiếc đồng hồ này và mình đi ra với một cái khoảng cách xa nhất định thì sẽ tự động báo rung với mình để mình biết là mình đang ở cái khoảng cách khá là xa so với cái thiết bị đã được kết nối. Và điều này cũng sẽ giúp mình đỡ quên đồng hồ, đỡ quên điện thoại của mình khi mà mình di chuyển ra xa. Nhất là trong trường hợp là mình để điện thoại trên bàn rồi mình đeo đồng hồ đi làm á, thì mình sẽ hạn chế được cái việc là mình bỏ quên điện thoại ở nhà. Đó là tính năng gọi là cảnh báo rung khi xa điện thoại. Ngoài ra nữa, đó chính là mình có thể sử dụng chiếc đồng hồ này để điều khiển chiếc điện thoại. Thí dụ như là điều khiển việc chụp hình bằng ứng dụng Camera Controller ở trên chiếc đồng hồ. Chúng ta có thể điều khiển chiếc đồng hồ này để chụp hình trên chiếc điện thoại. Thí dụ như là mình đang để chiếc đồng hồ điện thoại ở trên một cái tripod, hay là để ở khoảng cách xa ra để mình có thể chụp ảnh nhóm hay là chụp những cái bức ảnh phong cảnh đó, thì mình để cái mặt đồng hồ như thế này, cái giao diện nó như thế này đây, và mình chỉ cần bấm ở trên mặt đồng hồ để có thể điều khiển từ xa, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì Galaxy Watch 3 sở hữu một cái bộ nhớ trong là 8GB, cho nên là chúng ta có thể chip rất là nhiều nhạc vào đó và có thể nghe nhạc trực tiếp trên chiếc đồng hồ này luôn. Đối với những bản LTE thì chúng ta có thể nhận cuộc gọi và thông báo trực tiếp ngay trên chiếc đồng hồ. Đó là 5 điểm đáng chú ý trên chiếc Galaxy Watch 3 mà mình muốn chia sẻ. Đầu tiên là về mặt thiết kế của chiếc đồng hồ, về vòng bezel để xoay và điều khiển khá là tiện lợi, rồi về giao diện có thể tùy chọn rất là nhiều mặt đồng hồ khác nhau, những cái tính năng theo dõi sức khỏe và kết nối tiện lợi trên chiếc Galaxy Watch 3. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.